Chào các bạn đến với kênh học tập trực tuyến của khoa quản trị chất lượng trường Đại học Giáo dục. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại một chủ đề rất là quan trọng trong học phần đo lường và đánh giá trong giáo dục, học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Như chúng ta đã biết, một trong những vai trò rất là quan trọng của kiểm tra đánh giá trong dạy học đấy là cung cấp các cái thông tin phản hồi về mức độ đặt mục tiêu của người học. Và để cho những cái thông tin phản hồi này được một cách chính xác thì chúng ta cần quan tâm đến cái việc phân tích và xử lý những cái dữ liệu thu nhận được từ quá trình đánh giá như là kết quả của bài kiểm tra. Video này sẽ cùng giới thiệu với các bạn về chủ đề xử lý và sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học. Chúng ta cùng hướng tới ba cái mục tiêu chính của nội dung này. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tóm lược ngắn gọn về các tham số đánh giá chất lượng câu hỏi và đề thi theo lý thuyết khảo thí cổ điển. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành tính toán đơn giản với phần mềm Excel. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cùng viết báo cáo phân tích kết quả của một kỳ thi hoặc và định hướng sử dụng các kết quả đó. Đầu tiên, chúng ta sẽ chuyển về nội dung là các cái vấn đề lý thuyết về phân tích chất lượng câu hỏi và đề thi. Để phân tích được chất lượng câu hỏi và đề thi, thông thường chúng ta sẽ có ba cái tham số rất là quan trọng để có thể đánh giá được. Một là chúng ta quan tâm đến các cái thống kê mô tả về kết quả của bài thi. Phần thứ hai là chúng ta sẽ quan tâm đến chất lượng của các câu hỏi, của từng câu hỏi, trong đó có bao gồm độ khó và độ phân biệt. Và cuối cùng, để có thể đưa ra những kết luận chính xác, chúng ta sẽ quan tâm đến độ tin cậy và độ giá trị của bài thi. Và khi phân tích các cái dữ liệu liên quan đến các tham số này, chúng ta sẽ đồng thời trả lời được các cái câu hỏi. Thứ nhất là mục tiêu, mức độ đạt mục tiêu học phần của người học. Phần thứ hai đây là những mục tiêu học tập nào mà người học hầu hết đạt được hoặc không đạt được. Và từ đó thì giáo viên sẽ có những điều chỉnh phù hợp với hoạt động dạy của mình cho phù hợp. Và cuối cùng, để có thể tiến tới cái việc phát triển xây dựng được một ngân hàng câu hỏi thì việc phân tích các cái tham số này cũng sẽ giúp chúng ta có thể loại bỏ hoặc là lưu giữ lại những câu hỏi trong ngân hàng. Nói về đầu tiên, chúng ta sẽ cùng bàn luận đến cái quy trình về thực hiện phân tích dữ liệu. Có bốn cái giai đoạn quan trọng trong việc phân tích dữ liệu. Một đấy là chúng ta cần phải nhập dữ liệu. Phần tiếp theo là chúng ta thực hiện cái việc chấm điểm, phân tích kết quả. Và cuối cùng là chúng ta tiến hành viết báo cáo. Để có thể nhập được dữ liệu của kết quả bài thi thì hiện ngày nay chúng ta có rất nhiều cái cách thức khác nhau. Cách thức đơn giản nhất là chúng ta có thể nhập thủ công trên máy tính. Nhưng với những cái sự phát triển và ứng dụng mà nhiều về công nghệ thông tin, chúng ta có thể sử dụng máy quét, sử dụng các ứng dụng trên smartphone để có thể thực hiện đồng thời việc quét kết quả bài thi cũng như là chấm bài thi. Để có thể tiến hành chấm điểm cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể chấm điểm một cách đơn giản trên phần mềm Excel, nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể sử dụng các cái ứng dụng phần mềm kết hợp giữa máy quét và việc chấm điểm. Phần tiếp theo này chúng ta sẽ cùng thực hành trên phần mềm Excel. Phần tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đi thực hành phân tích cái kết quả của một cái đề kiểm tra. Như dữ liệu mà chúng ta nhìn thấy đây, đề kiểm tra này bao gồm có 40 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm khách quan, ta lựa chọn có 5 phương án trả lời và cái tập dữ liệu của chúng ta có 100 dữ liệu. Vậy thì theo cái quy trình mà chúng ta đã vừa trao đổi thì việc đầu tiên khi tiến hành để phân tích được kết quả của bài kiểm tra thì chúng ta sẽ cần đi tính toán điểm số của từng câu hỏi trắc nghiệm cũng như tính toán điểm số của toàn bài trắc nghiệm. Thì để thực hiện cái việc này trong cái phần mềm Excel, chúng ta có thể thực hiện một cách đơn giản dựa vào cái câu lệnh về điều kiện. Một cái điểm lưu ý mà khi chúng ta tiến hành phân tích dữ liệu bằng Excel đấy là chúng ta cần phải làm quen với cái vị trí của dữ liệu, đấy là vị trí hàng và cột. Ví dụ như là chúng ta tiến hành tính điểm của câu hỏi số 1 thì chúng ta sẽ cần có cái cấu trúc là nếu như câu trả lời của thí sinh trùng với đáp án của câu hỏi thì khi đó giá trị của cột điểm sẽ là 1 điểm và ngược lại các trường hợp còn lại thì sẽ là 0 điểm. Chúng ta cùng tiến hành phân tích tính toán điểm số của câu hỏi số nhất và thứ nhất của bạn thí sinh đầu tiên. Chúng ta thấy câu trả lời của bạn thí sinh đầu tiên là ở ô là C4 và đáp án của câu hỏi số 1 của chúng ta là ở C107. Khi đó chúng ta có thể tiến hành tính toán điểm số câu hỏi đầu tiên của thí sinh đầu tiên như sau.
Đối với cái phần mềm Excel thì chúng ta không nhất thiết phải thuộc các cái thuật toán, mà chúng ta có thể gõ và phần mềm sẽ tự nhận diện ra các cái thuật toán tương ứng. Chúng ta cùng nhắc lại cái cách tính điểm số câu thứ nhất, đấy là câu trả lời ở ô C4 và đáp án của câu hỏi này là ở C107. Đúng thì thí sinh sẽ nhận được 1 điểm và sai thì sẽ là 0 điểm. Thì tuy nhiên thì để có thể sử dụng được cái tính năng kéo thả để cho tất cả các cái câu hỏi khác cũng như các cái thí sinh khác thì chúng ta phải tiến hành khóa cái hàng đáp án bằng cái cấu trúc là dấu đô la. Như vậy là chúng ta đã tính toán được điểm số của thí sinh thứ nhất đối với câu hỏi thứ nhất. Tiếp theo thì chúng ta sử dụng cái tiện ích của Excel, đấy là kéo và thả để tính toán điểm số của tất cả các câu còn lại đối với thí sinh thứ nhất. Như vậy là bằng một lệnh kéo chúng ta thể tính toán được điểm số của 40 câu còn lại. Và khi làm thì các bạn có thể kiểm tra lại cái thuật toán của mình có chính xác không bằng kiểm tra cái việc cái cấu trúc ở câu hỏi thứ hai. Và chúng ta thấy là đã cái cột của chúng ta đã chạy từ cột C sang cột D, như vậy là đã thỏa mãn. Sau khi tính toán được câu điểm số của 40 câu hỏi cho thí sinh đầu tiên thì chúng ta sẽ tính toán cái điểm số của toàn bài. Chúng ta thực hiện cái tính toán thứ nhất là tính toán tổng số câu trả lời đúng của thí sinh bằng lệnh sum. Như vậy thí sinh đầu tiên trả lời đúng được 26 câu hỏi trên 40 câu hỏi. Và sau khi tính toán được điểm tổng số câu hỏi trả lời đúng thì chúng ta tính toán đến điểm số của thí sinh này. Chúng ta có thể sử dụng một cái công thức chung, đấy là tổng số câu trả lời đúng nhân với thang điểm, ví dụ như chúng ta thường sử dụng là thang điểm 10, và chia cho tổng số cái câu hỏi trong cái đề thi là 40. Như vậy chúng ta sẽ có điểm số của thí sinh thứ nhất là 6,5 điểm. Và sau khi đã thực hiện cái việc tính toán điểm số cho một thí sinh, chúng ta có thể tính toán điểm số của toàn bộ thí sinh còn lại. Ví dụ trong dữ liệu này là chúng ta có 100 thí sinh, nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể tính toán cho 1.000 và nhiều số lượng thí sinh hơn nữa bằng một cái nháy đúc trong lệnh Excel. Vậy các bạn có thể thấy là việc tính toán điểm số của thí sinh bằng cái phần mềm Excel khá là đơn giản và cũng thuận tiện. Chúng ta chỉ cần thực hiện cái việc tính toán cho một thí sinh và cuối cùng là tính toán cho tổng thể của thí sinh. Như vậy là chúng ta đã thu nhận được cái điểm số của toàn bộ thí sinh trong cái tập dữ liệu của chúng ta là 100 thí sinh. Và sau khi tính toán xong điểm số của toàn bộ đề thi này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cái bước thứ hai, đấy là chúng ta đi tìm hiểu các cái tham số thống kê mô tả của cái kết quả bài kiểm tra này. Và để thuận tiện cho cái việc phân tích thì chúng ta nên thiết kế các cái bảng biểu có sẵn để sau đó thì chúng ta có thể copy sang cái bài báo cáo ta một cách dễ dàng hơn. Chúng ta cũng quan tâm đến cái mảng dữ liệu điểm kiểm tra của chúng ta, đấy là ở từ cột CF4 cho đến CF103. Các bạn nhớ cái điều này để khi chúng ta thực hiện các cái lệnh tính toán với các cái tham số thống kê mô tả. Thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng để tính toán các tham số. Thứ nhất là điểm trung bình, chúng ta sẽ sử dụng thuật toán là Average. Và cái dữ liệu của chúng ta sẽ là từ CF4 cho đến CF103. Như vậy là một trong những cái điều các bạn cần lưu ý nhất trong cái phần tính toán này, đấy là chúng ta quen với việc là xác định vị trí hàng cột của dữ liệu để chúng ta có thể thực hiện các lệnh tính toán cho chính xác. Tương tự như vậy chúng ta có thể thao tác với điểm trung vị là median CF4 cho đến CF103. Đấy, điểm trội chúng ta sử dụng thuật toán là mốt. Và tuy nhiên thì đối với điểm trội thì các bạn cũng lưu ý là đôi khi với một tập dữ liệu thì có thể có nhiều điểm trội khác nhau. Ví dụ như là trong cái bài này chúng ta thực kiểm tra. Thì điểm trội đây chúng ta là 5.5.
Thì như vậy thông qua cái việc tính toán như này chúng ta có thể đưa ra một cái nhận xét cơ bản ban đầu là khi mà điểm trung bình, điểm trung vị, điểm trội của kết quả bài kiểm tra này tương đối là sát nhau thì chúng ta thấy có thể dự đoán về cái dáng điệu phân bố của bài kiểm tra này là có thể gần đạt đến phân bố chuẩn. Tiếp theo là giá trị về phương sai, chúng ta sẽ dùng cấu trúc là variance alpha. Chúng ta dùng đến độ lệch chuẩn. Chúng ta tính toán đến điểm thấp nhất và điểm cao nhất và dùng min và max. Ngoài ra thì các bạn khi tính toán được điểm cao nhất và điểm thấp nhất thì chúng ta cũng có thể tính toán cái khoảng biến thiên điểm số bằng hiệu của điểm cao nhất trừ đi điểm thấp nhất. Như vậy là chúng ta đã vừa thực hiện xong cái việc tính toán các tham số thống kê mô tả kết quả bài thi. Và việc tiếp theo của chúng ta đấy là chúng ta copy cái dữ liệu này vào trong bài báo cáo để chúng ta tiến hành phân tích. Một cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta sẽ quan tâm đến cái bảng tần số của điểm của bài thi. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái phân bố ngẫu nhiên của bài thi, tức là tương ứng điểm số và tần số có được xuất hiện trong bài thi. Ở đây thì điểm thấp nhất của chúng ta là 2.25 và điểm cao nhất là 6.75. Nên vì vậy là chúng ta sẽ không máy móc để lấy cái bảng tần số này từ 0 cho đến 10 nhưng mà chúng ta vẫn hay thường làm. Để có thể lập được cái tần số thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh CAVIF. Dữ liệu chúng ta là từ CF4 cho đến CF103 và giá trị đếm là tương với điểm số tương ứng. Chúng ta nhớ cái cấu trúc để khóa cái dữ liệu điểm của chúng ta bằng dấu đô la. Và sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện tính toán tần số cho tất cả các điểm còn lại tương ứng. Như vậy là với một cái thao tác đơn giản, chúng ta lập được cái bảng tần số điểm bài thi. Và việc tiếp theo thì chúng ta có thể tiến hành vẽ cái biểu đồ phân bố điểm bài thi sử dụng cái lệnh cái thao tác là chèn bảng biểu. Đấy, chúng ta có thể có một cái biểu đồ tần số của bài thi. Thế tuy nhiên là một vấn đề phát sinh là chúng ta cần phải biết những thông tin cụ thể trên cái biểu đồ này để chúng ta có thể phân tích được, mô tả được một cách cụ thể. Tiếp theo để có thể quan sát, đọc được cái dữ liệu trên cái biểu đồ một cách dễ dàng hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái kiểu biểu đồ thuận tiện, ví dụ như chúng ta có thể chọn để hiện các cái tần số tương ứng với điểm số. Và một điểm nữa là chúng ta cũng cần phải thay đổi cái cột dữ liệu của trục hoành để cho hiện các cái điểm số tương ứng. Chúng ta lựa chọn lại cái dữ liệu của trục hoành. Như vậy chúng ta có thể thấy bây giờ biểu đồ chúng ta sẽ đọc một cách dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ nhìn thấy ví dụ như là điểm 2.25 thì sẽ có một thí sinh, hoặc là cái điểm mà chúng ta hồi nãy có tính toán là điểm trội nhất trong cái đề kiểm tra này là 5.5 thì có 11 thí sinh. Như vậy là chúng ta đã vừa thực hiện một số cái thao tác đơn giản để có thể tính toán được cái tham số thống kê mô tả của bài kiểm tra. Bước thứ hai chúng ta sẽ đi quan tâm đến cái chất lượng của từng câu hỏi để kiểm tra bằng việc tính toán các tham số độ khó P, độ phân biệt D hoặc là một số cái tham số mô tả như là cái tần số thí sinh lựa chọn cái từng phương án một để chúng ta có thể làm căn cứ phân tích chất lượng của các phương án nhiễu cũng như là đáp án. Trước tiên là chúng ta sẽ đi tính toán cái tần số lựa chọn các cái đáp án tương ứng và chúng ta cũng sử dụng cái lệnh quen thuộc chúng ta là sử dụng lệnh CAVIF. Chúng ta chỉ có một cái lưu ý là đối với lệnh CAVIF và sử dụng dữ liệu ở dạng chữ thì chúng ta cần có cái ngoặc kép. Đấy, ví dụ như là chúng ta đếm phương án thí sinh lựa chọn đáp án A
Tương tự như vậy là đáp án B, C, D, E và missing. Để tính toán được các cái số thí sinh mà bỏ không thực hiện cái câu trả lời này thì chúng ta sử dụng cái lệnh count blank, đếm các ô chấm. Và để có thể kiểm tra lại được cái sự chính xác của cái dữ liệu chúng ta nhập vào thì chúng ta có thể sử dụng cái lệnh tổng. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi tính toán cái độ khó của câu hỏi. Thì theo cái định nghĩa độ khó của câu hỏi của chúng ta sẽ được tính bằng thương số giữa số thí sinh trả lời đúng câu hỏi và tổng số thí sinh tham gia. Số thí sinh trả lời đúng câu hỏi thì chúng ta có thể dựa vào chính cái cột điểm số của từng câu hỏi mà chúng ta đã tính ở trong cái phần tính điểm. Ví dụ như ở đây đối với câu hỏi số 1 thì chúng ta thể dựa vào cái cột AQ này để có thể tính toán được số lượng thí sinh trả lời đúng câu hỏi số 1. Này, chúng ta sẽ sử dụng lệnh là tổng số thí sinh trả lời đúng câu hỏi sum của AQ4 cho đến AQ103. Sau đó thì chúng ta sẽ chia cho tổng số thí sinh tham gia trả lời câu hỏi là 100 thí sinh. Vậy chúng ta sẽ tính được độ khó của câu hỏi số 1 là 0,84. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tính toán đến cái độ phân biệt của câu hỏi số 1 này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp tính là tương quan nhị phân giữa điểm của câu hỏi và điểm toàn bài. Sử dụng cái lệnh đấy là Pearson. Chúng ta thể gõ. Chúng ta có lệnh Pearson. Cái dữ liệu thứ nhất của chúng ta là kết quả điểm của câu hỏi số 1. Chúng ta sẽ có là từ AQ3 cho đến AQ4 cho đến AQ103. Và điểm số toàn bài của chúng ta trong trường hợp này thì các bạn hết sức lưu ý là bởi vì chúng ta đang tính điểm của từng câu là theo thang 0 và 1. Do vậy điểm số toàn bài ở đây chúng ta hiểu là tổng số câu trả lời đúng. Tức là ở cột CE. Vậy chúng ta sẽ có từ CE 4 cho đến CE103. Như vậy là chúng ta đã tính toán được độ phân biệt của câu hỏi số 1 này là 0,08. Và sau khi đã tính toán được các tham số cho một câu hỏi này thì chúng ta sẽ kéo và tính toán các tham số cho các câu hỏi còn lại. Chúng ta gặp một vấn đề phát sinh trong tình huống này đấy là chúng ta đã quên cái việc khi tính toán cái hệ số tương quan chúng ta đã quên một cái việc đấy là khóa giữa hàng và cột của cái điểm tổng. Chúng ta phải khóa lại. Các bạn hết sức lưu ý cái việc này. Và khi đó chúng ta sẽ tính toán lại điểm số và các cái tham số của các câu hỏi còn lại. Và sau khi tính toán như này rồi thì chúng ta
bạn có thể copy các cái tham số về tỷ lệ lựa chọn các phương án, độ khó, độ phân biệt của từng câu hỏi để vào cái bảng báo cáo, và chúng ta sẽ tiến hành phân tích theo cái lý thuyết khảo thí cổ điển. Và các bạn còn nhớ lại cái phần phần lý thuyết đối với các cái câu hỏi có độ khó nằm trong khoảng 0,25 đến 0,75 thì chúng ta có thể chấp nhận thì giữ lại. Và tương tự như vậy thì đối với các câu hỏi có độ phân biệt mà lớn từ hơn 0,2 trở lên thì chúng ta có thể giữ lại để sử dụng. Còn những trường hợp còn lại chúng ta cần phải xem xét cái chất lượng của các phương án nhiễu để đưa ra những nhận định cụ thể. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi tiến hành tính toán độ tin cậy của bài thi này bằng cái phương pháp tính toán độ tin cậy nội tại sử dụng công thức Gooder-Richardson 20. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái công thức Gooder-Richardson 20 để chúng ta có thể thực hiện cái việc tính toán. Đây, chúng ta cùng nhìn lại công thức Gooder-Richardson 20. Thì trong công thức Gooder-Richardson 20 này, người ta xem mỗi một cái câu hỏi trắc nghiệm này là một đề trắc nghiệm. Và trong công thức này thì chúng ta thấy cái chỉ số K đây là số lượng câu hỏi trong cái đề thi. Ví dụ như trong đề thi này thì số lượng câu hỏi sẽ là 40. Cái tham số thứ hai chúng ta đã khá quen thuộc đấy là độ khó P. Còn giá trị Q này được xem là độ dễ, là tính bằng 1 trừ đi P. Sigma t bình phương đây chính là phương sai điểm số của toàn bài thi, và các bạn phải nhớ là đây phương sai này cũng được tính là phương sai cái cột là tổng số câu trả lời đúng, bởi vì chúng ta cần phải có cái thang đo giống nhau giữa câu hỏi và cái điểm toàn bài. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt thi tính toán, nghĩa là về giá trị Q chúng ta sẽ có là Q sẽ bằng 1 trừ đi P. Chúng ta có cái tích P nhân Q trong công thức. Và sau đó chúng ta sẽ tính toán cho tất cả các câu hỏi còn lại. Và sau khi tính toán rồi thì chúng ta sẽ tính tổng của cái tích PQ để có thể thay vào công thức. Tiếp theo thì là phương sai điểm số thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là variance. Và cái cột đây là cột tổng số câu trả lời đúng. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ lắp ráp vào công thức để có thể tính toán độ tin cậy của cái bài trắc nghiệm này theo cái phương pháp tính độ tin cậy nội tại. Thì là K của chúng ta là 40 là số câu hỏi trong đề thi. À, chúng ta nhân với mở ngoặc 1 trừ đi tổng sigma của PQ chúng ta vừa tính toán xong. Chia cho phương sai điểm toàn bài. Và chúng ta chia cho K trừ 1 trong trường hợp này chính là 40 trừ 1 là 39. Để chúng ta tính toán được. Có một cái sự nhầm lẫn ở đấy. Khỉ nhỉ, cái khỉ nhỉ mà lên bài giảng được nhỉ? Đúng rồi, chứ không phải mẹ chỗ này cả. là Mà mới cô đúng chị là cô chuyên. C Tâm của anh ấy cũng làm được cái này cũng chuyên về điểm thi.
người làm lại từ chỗ này. Khổ thật. Đấy, tách từ chỗ này nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ tính tổng PQ. Tổng PQ chúng ta sẽ từ AQ 118 cho đến AP 118. Cái gì nhỉ? Tách chỗ này như Hà nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tính tổng PQ. Tiếp theo chúng ta sẽ tính phương sai. Điểm toàn bài các bạn ý là chỗ này chúng ta cũng tính phương sai của cái cột dữ liệu là tổng số câu trả lời đúng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ lắp ráp vào cái công thức tính độ tin cậy theo phương pháp tính độ tin cậy nội tạng. K của chúng ta là 40 câu hỏi. Ta sẽ nhân với 1 và 1 trừ đi tổng sigma PQ chúng ta vừa tính toán xong. Chia cho sigma t bình phương là phương sai điểm toàn bài. Và chúng ta chia cho k trừ 1 tức là 39. Và chúng ta được cái độ tin cậy của bài trắc nghiệm này là 0,54. Thì bước tiếp theo thì các bạn có thể copy dữ liệu này vào trong cái bài báo cáo của mình và tiến hành phân tích. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái quá trình để có thể phân tích dữ liệu. Và các bạn khi chiết xuất cái ra bảng dữ liệu như này, chúng ta dễ dàng copy vào file Word để chúng ta tiến hành phân tích. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể phát triển thêm cái cấu trúc của cái bảng phân tích này bằng cách đặt thêm các cái lệnh if về cái điều kiện thỏa mãn của giá trị độ khó P, độ phân biệt D để có thể thuận tiện cho cái quá trình mà chúng ta làm phân tích. Thì với cái quá trình làm việc vừa giờ thì giống như trong cái về công việc giảng dạy và kiểm tra đánh giá của các bạn, và chúng ta đã định hình được các cái format của các bài kiểm tra 15 phút hoặc 45 phút hoặc là các cái bài thi, thì các cái format về xử lý dữ liệu như này chúng ta hoàn toàn có thể tạo sẵn và rất là thuận tiện trong quá trình sử dụng. Như vậy là trong video này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một cái chủ đề rất là quan trọng trong học phần đo lường và đánh giá trong giáo dục, đấy là xử lý và sử dụng các kết quả của bài kiểm tra nhằm cung cấp các cái thông tin phản hồi cho người dạy và người học. Chúng ta cũng hãy cùng nhớ ba cái tham số, ba nhóm tham số rất là quan trọng để đánh giá chất lượng của một bài thi, bài kiểm tra. Đấy là thứ nhất liên quan đến các cái tham số về thống kê mô tả của kết quả bài kiểm tra như là điểm trung bình, điểm trung vị, điểm trội, độ phân biệt, điểm cao nhất, điểm thấp nhất, khoảng biến thiên. Nhóm tham số liên quan đến đánh giá chất lượng câu hỏi, đấy là gồm có độ khó và độ phân biệt. Và một tham số quan trọng cuối cùng là liên quan đến độ tin cậy của một bài kiểm tra. Với việc sử dụng cái phần mềm Excel trong việc tính toán một cách đơn giản thì chúng ta có thể thiết kế các cái form mẫu sẵn để khi mà có dữ liệu chúng ta cập nhật lại và chúng ta sẽ có những kết quả cơ bản nhất của bài kiểm tra để chúng ta có thể đưa ra một cái thông tin phản hồi cho người học và người dạy.
Đồng thời, đối với việc phân tích này, chúng ta có thể thực hiện các phân tích nâng cao hơn, chuyên sâu hơn khi mà chúng ta nghiên cứu kỹ về cái bảng đặc tả của đề thi hoặc là đề kiểm tra. Từ đó chúng ta có thể đưa ra các cái tham số liên quan đến mức độ đạt từng mục tiêu của học phần, mục tiêu của môn học thông qua việc thống kê cái việc đạt được của từng câu hỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.